cây xoài đâu ha. Trời ơi, cây thanh long của Hương nè mọi người, chín đỏ 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 đầy luôn đó. Cây này á, năm ngoái cây này có trái đầu tiên có 3 trái thôi. Đây là 30 năm trái. Năm nay nó 20 mấy trái. 30 thiệt không á? 30 đếm đi, chị đếm đi. Ừ. Trong rồi. Còn cây này thì có trái cũng phải 4 năm rồi. Năm đầu tiên cũng 3 trái, sau đó 10 mấy trái, sau đó 2 mấy trái, năm nay nó 3 mấy trái. Rồi. Đã không? Trái héo kìa. Nhìn trái, thấy đã không? Hai trái héo này, héo rồi kìa. Rồi hái đi. Hai trái nào? Trái đó với trái này với trái này, 3 trái nằm ngang đó đó, ăn được rồi á. Hái đi, hái vô ăn. Sao trái đó mà bị héo vậy? Hay chín rồi đó. Cái này hả? Ừ. Vặn với em, đừng làm vậy đó, vặn vậy đó. Cái này hả? Ừ, trái bự đó đó. Rung quá. Đây có một trái nữa nè. Thôi trái nó nhỏ xí à. Bự lắm, nó nhỏ xíu. Rồi trái bên ngang này nữa, ba trái bài bự. Cho trái này chín rồi, màu tím tím. Em phải chui ra đây rồi em chui qua đó không thôi, em vô đó nó cào đầy người. Cây này lại mau chín hơn cái cây lớn bên này. Cây lớn bên này chắc nhiều trái quá, nó chín hơn kìa. Này hả? Ờ, trái đó. Hai trái ở trên đó cũng hái được luôn đó Huỳnh. Hái hai trái đó luôn là hái 5 trái tất cả. Đem vô ăn tỉ tê luôn. Rồi. Hái hai trái đó. Chưa. Chưa vậy thôi. Cái đó kìa, cái đó hái cái đó. Ôi, trái đó còn non xèo. Cái đó chín thì cái đó chín, hai trái này chưa chín. Chưa vậy thôi đừng hái cái nữa. Cái này chưa đâu, chưa. Rồi, cái nó héo rồi. Cái nó héo, nó héo giống như cái này. Thiệt không? Cái đó. Nó bị sao vậy? Nó bị chín, nó chín hái nó đi. Ừ. Không mấy cái này nó còn tươi. Chà ơi, bữa nay là tháng 10, gần qua tháng 10, còn có 5 ngày nữa qua tháng 10 mà cái trái nhãn nó vậy sao ăn được. Nó vậy thì đến lúc mà tháng 11 trời lạnh đến nó cũng vậy thôi, là rồi xong, không được ăn. Đây nè, cái này nè. Nó bị héo hả? Chín rồi, rồi cho cái nó ấy nha. Rồi. Cái dài không? Ừ. Rồi, em bê vô đi. Cái này. 24 trái. Trái đó chín không? Chín thì hái luôn. Trái ngoài thôi, trái đó em đang cầm không chín đó, trái đó chín á. Còn trái kia chưa chín đâu. Rồi, em bê vô hết đi. Đâu, hết chưa? Chị nói hái rồi, nhìn kìa. Ừ. Nó nứt luôn kìa. Ừ. Nè rồi, thì coi nè. Đem vô. Thôi có không được ăn rồi. Ờ sao nó rớt ra vậy ta? Nó chín quá. Rồi, để hái đem vô, đem thì vô. Cầm vô chứ. Này 2 năm trái. Không cười gì gớm vậy. Rồi, cây bên hai. Cây nhà lá vườn. Cây nhà lá vườn nghe. Đó, thằng Long bữa nay hái hết luôn. Còn trái nào trên cây hái hết. Cây nhà lá vườn. Gia đình Hương rồi hái trơn luôn rồi. Bây giờ còn có tí xíu. Nó nhiều mà. Vậy em làm sao em chui được vô đó? Nguy hiểm không? Mấy không chui được rồi, chị đừng nói lên tiếng không chui được. Mà lên tiếng không chui không có được. Chị đưa kéo cắt mấy cái nhánh nó ra chạy. Ồ, được. Chị lấy cái đồ cắt xa xa ra được không? Đó, cái đồ cắt ngắn thôi. Cái kéo cắt ngắn thôi. Mấy còn mấy cây này đâu có cắt cái bỏ đi chứ. Mấy nhánh nó cắt bỏ. Mấy nhánh nó ra trái đâu chị? Mấy nhánh có rễ cây này không trái đâu. Bây giờ đi hái thằng Long á. Mấy cái tên ở ngoài ăn hết rồi, bây giờ phải chui vào trong xó trong xỉnh. Còn một hai trái trong xó trong xỉnh phải chui vô hái. Đây.
Đó, tàm dư còn được 246 trái. Bây giờ Huỳnh phải chui tuốt vào trong sáu xịn hình thái mấy cái tuốt trong đó. Coi cây nhãn của Hương nè, 4 trái nha, 1 trái nha. Ở đây cũng à, có một chùm 3 trái, 4 trái, đẹp không? Cốc phê, cốc phê, cốc phê rồi. Đây nữa nè. Cái cây không có trái, chị nó không chịu ra trái rồi. Cái cha, cái cây đó, cái chùm đó được nhiều không? 5-6 trái rồi. Chùm chùm nhiều lắm á quý vị. Nhưng mà khổ một cái là không biết có được ăn hay không. Tại gần đến mùa đông rồi mà nó còn nhỏ xí như vậy, sợ không được ăn thì nó đã vô đông gánh chén nó tiêu rồi, không đi tưới nước nó. Rồi, hai nữa, được một trái nhỏ xí. Mấy trái tàn dư hôm bữa mấy trái lớn một đầu vô nhỏ gì mà ngon đó chị, nó giỡn. Bự xong mấy chị Hương tới ao 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 hái một cái hết cây luôn. Xong Hương với Huỳnh cũng hái một anh ao ao ao. Cho ăn được 4 trái. Cho ăn được 4 trái. Xong rồi chứ giờ bữa nay còn tàn dư nhỏ nhỏ xí tốt đằng xa. Được một trái nữa nhỏ xí à. Đây là tàn dư còn lại đây nhỏ, hôm bữa bự hơn. Bữa đang mùa hè nó lớn rầm rầm nó bự hơn. Chui vô trong xó trong xỉn hái hết luôn. Nhỏ tí xíu bằng nắm tay mấy trái cuối cùng. Đi kéo đâu? Coi bên này chưa? Hết rồi, trái hết rồi. Bên này hết rồi hả? Hết, nãy rồi. Trời ơi, hết rồi. Rồi, rổ quay rổ kìa. Quay trong rổ nè, còn được một rổ như này nè. Cái vậy thôi. Còn cây sao nó cứ ra lá mà không ra trái gì? Cây này chị chưa tưới nó, giờ chị đi chị tưới nó. Chặt bỏ đi. Cái gì lùm mất cái trái sao ra trời, nó không nước, nó giúp gì đó. Nó nói nó muốn, thì thôi để nó ăn hết cái đợt táo này rồi chị đem cái táo khô này ra cho nó ăn. Đâu cần phải táo khô thì phải nấu đâu, táo khô ăn khô chứ. Nó thích nấu, nó nước nó ngọt lắm đó chị. Nó không biết nấu. Nó biết nấu cho mấy đâu. Em ra ăn luôn, ăn sống vậy luôn chứ nấu cái gì. Thôi giờ Hương đi, Hương tưới cây nha. Hương phải đi tưới cây. Cây xong chơi sao nó ra trái cắt không đi? Lâu á. Sao nó ra bông vậy? Ra rồi. Trồng mấy năm rồi. Nó cùng với cây nhãn thì đã có trái gì đâu. Cho nên nó cũng vậy, kệ nó không có cắt. Chị ơi, tỉa hết đi chị ơi, tỉa dưới cho nó cao cao lên đi ơi. Cây này hồi nãy Hương tưới em có biết là dưới này chưa có hái cả ngàn trái không? Nè, chết rồi đây nè. Không nha. Ở dưới mình chui vô mình hái cả ngàn trái không á, cắt bỏ nó. Chị không ăn đâu. Thank you.
À, tàu 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 tàu. Bây giờ lượm trái táo tàu. Cái trái táo tàu, cái cây táo tàu mệt lắm quý vị, nó rất nhiều trái. Nhà ai trồng cũng vậy, hết đầy chặt trái luôn, nhưng mà nó có gai, cho mình hái rất cực khổ. Mỗi năm nhà Hương đâu có ai ăn táo tàu gì mấy đâu, mấy chị Hương có đến hái ít, mà không có thích mấy. Năm ngoái, mỗi năm Hương còn đi Hương leo lên Hương hái, Hương đem cho người ta nữa, khổ cái hình dài đâu. Năm nay Hương không leo, không gì, Hương để cho nó chín, nó khô queo đầy cây hết. Ông heo rung cây cho Hương, cây Hương hái, Hương đưa Hương lụm. Hương ngồi Hương lụm thôi chứ không có đi leo cây hái nữa, cực khổ quá làm gì. Hái đem cho mà khổ dễ sợ luôn. Hồi trưa Hương trồng cây ăn trái, ai cũng cảm Hương, bảo mày trồng rồi mày đi mày hái, mày đem cho nữa, khổ lắm á. Mà Hương vẫn trồng đúng thiệt. Bây giờ cái cây táo tàu này không ăn, phải hái đem cho. Cây sugar plum thì mấy chị Hương tới hái sạch cây. Cây thanh long thì mấy chị Hương cũng tới ào ào hái hết. Hương ăn đâu cũng được mười mấy trái thôi à, cho hàng được 4 trái, 5 trái gì á. Mấy chị Hương nhà Hương đông mà, có 10 người ào ào tới hái sạch 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 hết. Xong rồi táo tàu thì không ai thích. Nhà Hương không có cây, đó là Hương đỡ khổ nha. Cây táo tàu này nó thấp, mà mình để nó chín mình rung cây là rụng. Còn nhà chị Kim có cây hồng mà Hương nói nó lớn khủng khiếp luôn, nó nguyên một cây bát do. Mà một lần chị Kim hái, chị Kim sắc tới nhà Hương cái thùng sơn mà 5 cái lông, 5-7 thùng vậy. Nhiều quá, chị Kim sái không hết, ăn không hết. Mà cây đó mình đâu thể nào đợi nó chín rồi mình lông cây nó rụng đâu. Nó mà rụng rớt xuống đất là nó bể tẹt tẹt ra, còn dọn sân còn chết nữa. Cho nên phải hái lúc nó còn xanh. Ăn sơn phải mua cầu thang, xong rồi mua cái cây mà mình, cái kìm mà mình hái từ xa nó. Trời ơi khổ lắm, ăn sơn rất là khổ sở với cây hồng đó. Mà cũng ai cũng xin này kia cho nên cũng chưa có cắt bỏ, vẫn để đó. Hương cây táo tàu này mà không khổ mấy, đợi nó chín xong rung cây, xong giờ Hương ngồi Hương lượm, coi Hương lượm táo tàu nha. Ông heo ông rung cây xong giờ ông đi vô mất tiêu, nói ông ngồi lượm Hương cũng không chịu. Huỳnh ơi, em ra phụ chị lượm táo tàu nè, ra đây. Nó nói nó chỉ có nhiệm vụ lượm táo rung cây thôi. À, em ra em lượm gì chỉ dùng một mình chừng nào mới hết. Sao? Em ra em phụ chị lượm chứ chị lượm một mình gì chừng nào mới hết. Chị lượm bao nhiêu thôi lượm không? Tôi quýnh chết á, phụ chị đi. Lượm bỏ thùng này luôn à? Thùng đó có ướt không? Không ướt thì không lấy, bỏ rổ này đi. Chị ơi, chị lấy thêm cái rổ nữa, em rổ, chị rổ. Em lụm rổ rồi, chị lụm rổ rồi, chị la lỗ lắm tròm. Nói láo nha. Thì em lụm rổ rồi nè. Đừng có nói láo, cái rổ đó chị lụm hôm qua. Đây. Coi như mình phơi táo tàu trên cây luôn đó quý vị. Trời ơi, Hương mập thù lùi nhìn thấy ghê quá. Bây giờ lượm hết luôn. Sao em không kiếm cái ghế em ngồi mà em quỳ chi cho nó đau chân? Để vô nhà kiếm cái ghế đi. Em không thích ngồi ghế. Chừng nào em hái đầy thùng đó em mới xong nhiệm vụ của em. Chị rổ em rổ, em không có được hái ba trái rồi em bỏ em chạy. Có chị để em nằm được không? Em mệt quá, mấy nay em mệt quá chị ơi. Chị nhập lượm đi. Rồi ai lượm cái này? Thì chị lượm đi, lượm từ từ đi. Không, lụm ra xong rồi chị dọn sạch cái sân đằng sau này quá dơ rồi. Thôi chị làm ơn xuống giùm em đi, đừng có bày vậy. Lụm hết vô đi, lụm ra xong đi chứ gì nữa. Năm nay là sung sướng lắm á quý vị, đợi cho nó chín xong rung cây lượm. Mỗi năm Hương leo cây Hương hái, gai không đâm Hương tùm lum hết á. Bây giờ lụm. Hái kiểu mới, em còn chưa rung được trên nóc nhà, hồi nơi trên nóc nhà nhiều lắm á. Nước nhà rung hết rồi, rung hết rồi, chị lên chị coi đi. Nó có rớt xuống đây rồi. Rớt xong rớt. Cái táo tàu này không biết sao mà ai trồng cũng vậy hết, trái tràn ngập luôn quý vị, nhiều
không có năm nào là cái năm mất mùa hết, năm nào cũng tràn lan. Trong cái dịch tết đầu dài bán được cái nào ai mua đâu. Tết đầu dài quý lắm nha. Cái trái này của Hương là nó tròn như vậy nè, còn cái loại tết dài nó rất là chắc, ăn ngon lắm. Cái nấu nước ngọt lắm á. Ừ. Nấu phở, nấu gà, nấu cái gì chị bỏ vô cũng được hết á. Ừ. Nấu phở gà hay là bún bò cũng gì chị bỏ vô. Thôi, cái này nó ngọt trái cây mà sao. Trời ơi, nhưng mà vô nó thanh. Thôi. Vô chị nấu thử đi. Ăn ngọt thịt mới được chứ. Người ta nấu vậy á chị ơi, người ta nấu người ta bỏ thịt. Cái đầu này là để nấu chè. Chè, ôi cha, cái này chị bóp cái nó bể mất tiêu. Cái này là nấu chè xương sâm bổ lượng hoặc là hột sen gì đó. Chứ nấu không phải nấu gầm gà nước ác á, thuốc ác á. Gầm chứ không phải là gà ấy đâu. Gầm hầm gà ác rồi. Ừ. Chị mua đi mua mấy gà ác rồi tôi bắt gì hầm mà chị. Thèm ăn gà ác hả? Ăn làm gì? Thôi. Thôi chị bà cho em đi mua không? Tự em là nấu ăn gì ơi. Mệt chị quá. Đời chị chưa bao giờ ăn cậu gà đá, không biết nấu không biết ăn luôn. Trời ơi, chị Đức nói em muốn ăn cái gì em ăn nha chị. Thì em đi mua về em nấu đi. Em nấu chị đừng có ăn nha. Chị không bao giờ ăn cho nên em khỏi lo, khỏi dặn chị luôn. Em hầm con thôi. Con gà mà nó màu đen á, ông hầm cái thuốc bắc cái này cái kia vô, ông ăn một lần 2-3 con. Ăn nó mát. Không bao giờ đụng tới một miếng luôn. Ăn như nó bổ ngang, bổ ngực. Trái nào mà bị con sóc nó cắn một miếng là bỏ đi, không có lấy nha. Trái nào còn nguyên mới lấy, bị bể hoặc bị con sóc cắn gì là bỏ luôn á. Nè. Này con sóc nó mổ vô miếng à, nó bỏ nó đi. Nhà của chị Hương á, có cái con sóc mà chị Hương nói là không có một cái trái cây gì mà còn hết. Vừa mới ra là nó tới nó ăn hết luôn. Nhà Hương lại không bị nha. Đó, nó ăn đọt cây su su đó. Ồ, trời ơi. Hương với Huỳnh nói là ai tới nhà mà ngắt đọt cây su su. Kiếm hoài không ra đó. Ủa mà đâu có ai tới nhà đâu mà hỏi đâu có hay mà làm ba cái chuyện đó. Xong cái cuối cùng mới Huỳnh có ngày Huỳnh thấy bà ra bà cắt cái đọt su su bà ăn. Ờ trái này chỉ trái, khôn chỉ trái này nó cũng khôn không? Trái đó cái sugar plum giống vậy với nhau. Ngon ngọt không được. Ừ. Ngon á. Cái sugar plum để khô cũng được nè. Ừ. Chị mua gà ác gì hầm mà chị ơi. Mua vị thuốc bắc nó bỏ mấy trái vô hầm ăn. Trời gà ác gì ngắn nhỏ xíu gà ác đây nó bự rồi chị ơi. Gà ác mua đâu. Trời ơi nghe em nó đẩy gì. Rồi em đi mua gà nấu hay nấu mình em ăn thôi. Không có được nấu nhiều á. Chị đưa tiền đây. Ok bữa nào chị đi chợ chị chở em theo rồi. Chợ bữa nào tao mua nó nấu ăn liền nha bữa nào. Ok bây giờ đi lượm xong đi. Dọn xong cái vườn đằng sau này rồi đi. Muốn cái gì là ăn liền. Để không em to cái quên rồi. Không muốn ăn nữa. Gã cặp thuốc bắc xong rồi chấm nước sốt chú hai á. Bắc hai á. Ừ. Trời ơi thấy mấy nó chấm gì đó. Cái xé ra coi. Ôi trời ơi sốt siêu cay chú Hải á. Là bên Mỹ có bán rồi nha quý vị. Trời ơi vậy mà Hương không biết được nhờ người ta về Việt Nam mua đem qua. Việt Nam bán rẻ hơn đây không? Ở chợ Ly có bán rồi, 10 đồng một chai. Quý vị đi ra hỏi đi. Sốt siêu cay chú Hải ăn ngon. Việt Nam là 80 ngàn. 80 ngàn là 4 đồng. Bên này 10 đồng đâu có mắc. Đem từ Việt Nam qua mắc tới đây mắc. Trời ơi em đem từ Việt Nam qua đây biết bao nhiêu tiền shipping. Trời ơi ship đâu có nhiêu tiền. Có 10 đồng mà quý vị. Quý vị đến chợ Ly Sandwich nha. Mới có, chứ chợ khác thì Hương chưa thấy. Hương thấy có bán 10 đồng một chai. Trời ơi Hương còn đi nhờ người ta Việt Nam mua đem qua cho Hương. Rồi bây giờ khỏi cần đi Việt Nam, ra chợ Ly mua có. Chấm ăn ngon lắm, chấm ăn rau luộc cũng ngon. Thịt gà, thịt heo, thịt gì cũng ngon. Xong rồi trái cây cũng chấm luôn, ngon lắm. Cái này cái gì thôi tôi lấy thôi. Quý vị nhớ ra đó mua ăn nha. Rồi xong chưa? Thôi được rồi mấy trái này hư rồi. Mấy chị hư gì chị? Bây giờ em bơ em để lên cao. Sao lưng chị? Sao lưng chị hết rồi. Trời ơi. Đó lụm đầy cái gì lụm mấy rồi. Lụm mấy. Mà bé ổn ra đâu đâu cắt được không? Ổn nó trên nóc gà kia đó hả? Ừ. Nóc gà kia phải không? Ừ, để nó cho chị. Cái bà nhà chuồng chim xong không được cho bẻ đấy chị. Rồi được, em đi đi. Hốt hết đám rác này, chị quét thằng sau này cho nó sạch sẽ. Hay bỏ trong nhà.
Ờ, vậy trong nhà trên cái đồ bếp của chị á. Để đây nè. Đây nè. Không, ở đó nó đụng nước nha. Để lên cái thùng rổ bếp này nè. Đây. Để ba cá lên. Hôm nay ông Ba Quỳnh ông thả bé bông ra nè. Bé bông nó ở ngoài chuồng. Nó ở dưới đất nó lượm mấy cái lá khô nó ăn. Xem ông hái lá rau tươi em bỏ đất cho nó ăn Huỳnh. Nó không thấy rau tươi cái này đi lượm đào đất lên ăn á. Kệ nó cho nó ăn đi. Ăn cái gì dưới đất vậy ta? Nó không bị bệnh, nó ăn cái lá khô kìa này kia đó. Kệ nó. Còn đây cái lá cho nó ăn. Ông Ba Quỳnh ông giục nó ra ngoài. Thế là nó đi đào đất nó lượm mấy cái lá khô rồi lên nó ăn. Nhìn bà có biết là con thỏ đâu, thấy một cục trắng thôi à. Thiệt, thấy một cục trắng héo thôi, không biết cái gì hết đó. Đó, bà đang ở dưới gốc cây bầu. Bà bông, bà đang ở dưới cái bóp cây bầu, bà bò. Bà lượm lượm cái gì bà ăn đó. Nó chơi sáng giờ cái vòng vòng này nó không có đi đâu hết đó. Chạy 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 ông ba nó ông lấy rau cho nó ăn mà nó bỏ nó chạy rồi nó chạy đâu rồi em đuổi nó qua đây em đuổi nó qua đây thấy nó chạy ra kia kìa kìa nó nè nó chạy ra cây cải rổ nó ăn rồi. Ồ, chạy ra ăn cây cải rổ rất cải rổ bà thích cây cải rổ lắm nha trời ơi bà ăn chọc lóc cây cải rổ luôn rồi Huỳnh em hái cho nó hay là nó tự ăn em hái cho nó trời ơi không còn cây lá luôn. Nó thích cây cải rổ này lắm quý vị, cái cây cải rổ hơn trồng á. Trời ơi nó ăn không còn cái lá nữa rồi. Đó giờ bà ra bà ăn. Bà ăn sạch bắt cây cải rổ luôn rồi. Nó thích ngồi ngoài đất cái chơi vậy đó. Bà bông bà ngồi. Đây là cái cây su su. Đây là cây su su đau khổ của Hương, không hề có được một trái luôn. Có lá nhưng mà không có trái chị nào. Chị bầu nó còn nè chị, năm nay bầu dính ra còn nè. Dưới tháng này mà bầu nè. Tháng giêng mới hết. Cái này em đổ bông nó hôm qua này hả? À, rồi. Cho thử có lên không. Bà bông mới ngồi đã bà gãi đầu gãi cái hai. Chị ngồi ở ghế làm gì thích gì dơ lắm rồi chị. Trời bà ngồi thì cái mặt bà ở đâu không biết nữa. Thôi Huỳnh. Bà ngồi cái mặt bà ở đâu không biết nữa trời à. Mắt bà ở đâu em không có tóc cho bà không thấy mắt bà gì trên Huỳnh. Thôi đừng tắt nữa. Cắt nó ra hoài mặt đó. Anh hai ngồi về chuẩn bị lãnh đồ. Anh hai nằm. Đúng rồi. Trang, bữa nay biết về đây lãnh đồ rồi hả? Đó là đâu có ai bắt mình phải có giấy tờ gì đâu. Trời ơi, thiệt không? Phải có giấy tờ mới được tới đây xin đồ hả? Vậy em không có giấy tờ sao em dám tới đây xin đồ? Mấy năm trời chưa về nhà hả? Trang ơi, răng của em là răng giả hay răng thiệt? Ồ, vậy là răng đó răng giả phải không? Rồi coi như cái này là thì răng giả hả? Ồ, răng thiệt hả? Trời ơi, em ăn khói 30 năm mà em còn răng hay thiệt á. Đây nha, răng ra chị coi, em mất có một cái răng à. Ờ. Dũng sơ mặt hả? Với bạn bè nữa. Nhưng mà thằng Dũng sơ mặt nó có mấy trăm ngàn tiền tông xe mà. Nói vậy mong chứ có thật không trời, em chẳng biết chị ơi.
Bây giờ nó ăn cắp mất cái bóp máy cặp của em, chắc nó muốn máy cặp rồi. Rồi chắc nó muốn máy cặp nên nó lấy đồ máy cặp của em rồi. Hôm nay với ngày mai nữa, ngày mai thứ năm cũng về đây lấy đồ ăn chứ, họ đâu có hỏi giấy tờ gì đâu. Mai thứ năm cũng có em. Ôi lâu rồi chẳng cắt tóc vậy trơn nè, bệnh như gì vậy? Ông Đức có muốn cắt tóc không? Ông muốn để tóc vậy cho đẹp trai, không chịu cắt tóc phải không?